Thưa quý vị và các bạn, mặc dù dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, thế nhưng nhờ ổn định được thị trường và đảm bảo chất lượng sản phẩm, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì hoạt động, đồng hành cùng công nhân vượt qua mùa dịch và góp phần thực hiện mục tiêu kép theo chỉ đạo của chính phủ là vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Như một số doanh nghiệp khác đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, mặc dù có lúc nguyên liệu nhập về chậm do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất mỹ phẩm Kachi H, xã Nhân Thành Trung, thành phố Tân An vẫn đảm bảo mức thu nhập trung bình từ 5 đến 8 triệu đồng một công nhân một tháng. Do vậy, hầu hết công nhân đều làm việc nghiêm túc, gắn bó với công ty, ngay cả trong mùa dịch. Dù dịch bệnh, nhưng cơ sở vẫn tạo đủ điều kiện để sản xuất, góp phần giải quyết việc làm cho anh em công nhân. Khi đến làm việc, anh em công nhân phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt. Công ty KGH đi vào hoạt động từ tháng 3 năm 2019 với hơn 30 công nhân viên đang làm việc, trong đó có dược sĩ và kỹ sư hóa. Ngay trong mùa dịch, mỗi tháng nhà máy sản xuất khoảng 20.000 sản phẩm các loại như sữa tắm, kem dưỡng da, nước hoa, thông qua các nhãn hàng gia công độc quyền hoặc mang thương hiệu của công ty. Thời gian qua thì theo khuyến cáo thì người lao động đến làm việc phải tuân thủ các quy định về phòng chống dịch để bảo vệ cho sức khỏe cho mình, cho gia đình và cho các anh em trong nhà xưởng. Em thấy dịch bệnh đang càng phức tạp, cho nên em mong muốn là dịch bệnh được đẩy lùi nhanh để có thể có cái công việc kinh doanh được ổn định hơn, để mọi người phát triển công việc hơn. Với hệ thống quản lý được đánh giá phù hợp yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001-2015, nguyên liệu nhập khẩu hoàn toàn từ Nhật Bản, trải qua các công đoạn pha chế, giết rót, thành phẩm và đóng gói, sản phẩm của công ty đã có thị trường tiêu thụ khắp cả nước. Ngoài công tác tuyên truyền, công ty còn kiểm soát người lao động, khách ra vào bằng cách đo thân nhiệt, sát khuẩn và đeo khẩu trang để đảm bảo phòng chống dịch. Giống như đợt lễ vừa rồi vậy đó, mình khuyến cáo với công nhân nhân viên là ví dụ việc nào cần thiết nhất thì mình về, còn mà không cần thiết thì mình ở tại chỗ để đảm bảo được cái việc làm tại công ty của mình. Thời gian qua mình cũng có hỗ trợ cho công nhân nhân viên ở đây về tiền, gạo hay là những cái vật dụng khác để anh chị em công nhân viên là có một cái cuộc sống nó thấm thắng hơn. Không chỉ bảo vệ sức khỏe cho công nhân, đảm bảo năng suất và chất lượng lao động, việc chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong doanh nghiệp còn góp phần thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Bởi sức khỏe của người lao động cũng chính là sức khỏe của doanh nghiệp.